Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học viện Dạy nghề làm đẹp quốc tế Winnie và mình là Xuân Lê, giảng viên bộ môn phun thêu thẩm mỹ. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế dáng chân mày trên mẫu thật bằng cung chỉ. Ở bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cần dùng chì để chốt qua hai cái bên đường chỉ này, để chỉ của chúng ta đã có sẵn chỉ đen rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy các cái điểm trên khuôn mặt của bạn nhí để mình sẽ có thể lấy được các cái điểm chính để mình dựng khung lông mày. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cho mình điểm trục chính giữa của lông mày. Mình sẽ yêu cầu mẫu nhìn thẳng và mình sẽ đặt cung thẳng với mặt của mẫu. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ lấy trục đầu mày. Trục đầu mày của chúng ta là sẽ song song với trục chính giữa của mũi và cách cái đầu mắt của khách sang khoảng 0,5 cm. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ lấy đến trục đỉnh. Trục đỉnh chúng ta sẽ xác định bằng cách là khi mà mình ở vị trí là mặt đối diện với khách thì chúng ta sẽ đặt chỉ đi ngang qua cái phần điểm kết của lòng trắng mắt. Đó. Tiếp theo mình sẽ lấy trục đuôi. Trục đuôi bằng cách là lấy từ cánh mũi đi qua góc mắt ngoài và đi lên. Góc mắt ngoài các bạn sẽ xác định bằng cách là lấy từ phần kết của con mắt ra khoảng 0,5 cm và đẩy lên. Chúng ta sẽ lấy như này, ba trục đầu, trục đỉnh và trục đuôi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ xác định hốc mắt của khách. Đó. Bằng cách là các bạn có thể đặt tay này, xoay nhẹ để mình sờ cái hốc mắt và mình lấy cái điểm đầu mày dưới. Sau khi lấy điểm đầu mày dưới rồi, chúng ta sẽ đặt cung ngang lấy từ đầu mày sang phần đuôi để mình xác định điểm số 3, tức là điểm đuôi lông mày. Khi đặt cung ngang các bạn lưu ý là mình sẽ lấy ngang song song với chiều ngang của con mắt. Đưa lên. Các điểm lấy này rất là quan trọng, nếu như mà mình đặt cung chéo thì hai bên lông mày sẽ không cân. Sau khi lấy được điểm ngang, mình sẽ đưa sang để mình lấy điểm kết của phần đuôi mắt. Sau khi lấy kết đuôi mắt rồi, bây giờ chúng ta đã có điểm số 4 và điểm số 3 và mình sẽ bắt cái đường cong của bụng trước. Sau khi là mình lấy xong cái đường cong của bụng thì tiếp theo chúng ta sẽ lấy điểm đầu mày trên và điểm đỉnh là chúng ta đã hoàn thành xong dáng lông mày. Đầu mày thì các bạn sẽ lưu ý mình sẽ lấy theo tổng thể khuôn mặt của khách. Ví dụ như là mặt khách to thì mình có thể vẽ cái dáng lông mày nó hơi to hơn một chút, rơi khoảng tầm 0,8, 0,9 hoặc là đến 0,95. Còn nếu như khuôn mặt nhỏ thì mình sẽ lấy đầu lông mày nhỏ hơn. Và cái nữa còn tùy theo là các bạn lựa chọn kỹ thuật nào làm cho khách. Nếu như các bạn lựa chọn ombre thì mình sẽ vẽ dáng lông mày to hơn. Còn nếu phun tán thì vẽ nhỏ hơn một chút. Nhưng mà cố gắng thì chúng ta sẽ tận dụng tối đa được đầu lông mày thật của khách hàng nhé. Thì mình sẽ được cái form lông mày tự nhiên hơn.